Trong đêm vắng, ngàn tiếng quân gieo hò để mở đầu những trận đánh kinh hồn. Máu đổ thay phơi trên chiến trường, nhưng những người trai anh hùng của quê hương vẫn quyết liều thân cho sông núi, một đi không hẹn ngày trở lại. Tiếng kèn thúc quân đang dồn dập như lời tổ quốc kêu gọi đàn con hy sinh cho đại nghĩa, không nề hiểm nguy. Từ bao năm qua, dân Việt oai hùng ta đã đánh tan quân xâm lăng để bảo vệ quê hương thân yêu. Chính là nhờ những người con dũng cảm đã xung phong theo tiếng kèn ngoài trận tuyến từng đợt tiến lên. Bài hát này, Dạ Lan xin thân tặng tất cả các sư đoàn bộ binh, sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn 5, sư đoàn 7, sư đoàn 9, sư đoàn 18, sư đoàn 21, sư đoàn 22, sư đoàn 23 và sư đoàn 25 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mấy đứa chậm chùng đi về đâu?